Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc đời của người tuổi Tân Hợi sinh 1971, nhờ ăn ở phúc phần, được trời thương ban cho lộc lớn, từ 54 tuổi trở đi. Đổi vận giàu sang, nhiều vận may ập đến bất ngờ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp. Tiền vàng ùn ùn kéo về nhét chật két, giàu sang phú quý hơn người. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng. Con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên, nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phúc khởi niệm ban đầu. Sống có đức độ, ắt thắng được số phận nghiệt ngã, có người xác nhận nghiệp dữ báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái đầy lộc lá về tay, ắt hẳn là do đức năng của người đó. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, thì từ 54 tuổi người tuổi Tân Hợi sinh 1971 sẽ có nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được 3 cơ hội này, mệnh chủ sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người đều chẳng hiểu vì sao, vậy phải làm sao để có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy. Và ba cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Tân Hợi từ 54 tuổi sẽ biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình tử vi của cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh 1971, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút đặc điểm nổi bật về tính cách của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tân Hợi sinh 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, vì thế họ thường được hưởng nhiều phước lành. Đi đến đâu, làm gì, được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người, tuy mọi việc tương đối thuận lợi nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ hình thức. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng
và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng, họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó là sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nổi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp, còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết, đối mặt với gian nan, thử thách. Họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao, từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống, Tân Hợi được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Nữ tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính, thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi, phải bôn ba, vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Tuổi thọ của nữ mệnh Tân Hợi dao động trong khoảng từ 72 tuổi cho đến 88 tuổi, ăn ở có tâm, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Tân Hợi sinh 1971, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tân Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Tân Hợi rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến và khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng gạt phăng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng rối trí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, hãy nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết khắc phục hậu quả tốt nhất.
Nam mệnh tuổi hợp làm ăn, chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người. Nam mệnh Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, điều đó sẽ giúp công việc được thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, theo tử vi chọn đời để làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn, Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Để xuất hành, nếu muốn thành công thì cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn, nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển, gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc. Nữ mệnh Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi như Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Tuổi Đại Kỵ cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi như Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn và Đinh Mùi vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối không may mắn. Xét về phương diện tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, sống biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một vạn phát tài. Nhiều tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền tiết kiệm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh, muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận Cát Tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng, cũng có vai trò rất quan trọng, không cần biết đường tài lộc của mệnh chủ ra sao. Trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Tân Hợi có vận trình tài lộc hanh thông, là con giáp tiền tài vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Chỉ cần nỗ lực, nắm bắt cơ hội, chăm chỉ cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc an nhàn cho tới cuối đời. Tài lộc của Tân Hợi không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn bình tĩnh không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lùi làm tiến, vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín nên đôi khi quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri ân, tri kỷ, càng không có anh em bạn bè, Tân Hợi hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoan phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm qua việc nhịn ăn, nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm, lấy đó làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh Tân Hợi đã có số vượng tài, đặc biệt từ 54 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng cũng lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Cũng có thời điểm Tân Hợi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó mệnh chủ vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe, Tân Hợi thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, vậy nên hãy chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, tăng cường thể lực, cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, tình duyên, gia đạo, Tân Hợi là những người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người rất đáng yêu, họ thẳng tính, trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa thích đến chốn đông người, vào những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù Tân Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những thích sự thanh thản, sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Tân Hợi thường mơ ước được cuộc sống dễ dàng xa hoa. Nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả tuổi Tân Hợi. Biết thế nên họ luôn cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Tân Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thượng ấm cúng, thoải mái thân thiện, tuy nhiên khá bề bộn, Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc, nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai,
không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi, luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống mình. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản được họ. Tân Hợi thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng thì mới phản kháng, nhưng lại chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những mâu thuẫn người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng giống như những người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn trung thành, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn già gặp khó khăn, dù cho đó là sai lầm của bạn thì Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà vẫn dốc sức giúp đỡ. Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui, có thể thấy người ta đảm đương những việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của Tân Hợi sẽ giúp anh ta giành được sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay làm ngơ đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Tân Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi vả. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc, vì họ cố gắng sống hòa nhã, lại không có tính nịnh bợ, lấy lòng giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự, hay than thở những đắng cay, khổ cực, và với một tấm lòng hiền từ bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng không tỏ ý trách cứ mà sẽ góp sức giúp bạn, thậm chí còn nhờ vào người khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giúp bạn giải quyết khó khăn. Ở bên họ bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhất, bạn cứ tin rằng với Tân Hợi mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Tân Hợi là người theo chủ nghĩa vật chất, song họ không keo kiệt mà thích chia sẻ với người khác những gì mình có. Họ luôn bảo vệ được lợi ích của mình mà không làm mất lòng ai cả. Họ hiểu rằng phải bảo vệ quyền lợi của mình bằng thái độ nhẫn nhịn. Khi có người đè đầu cưỡi cổ họ, họ tự biết cầm cây roi lên. Khi người khác còn đang dương dương tự đắc thì đã vào thế cưỡi lên lưng hổ, khó mà thoát thân. Đây là một sát lược đáng khen. Tân Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài. Dù không lấy đó là mục đích chính, họ ưa thích các buổi tụ tập, tổ chức những buổi kỷ niệm chúc mừng ngày lễ, ngày Tết hay chủ trì các buổi dạ hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức câu lạc bộ, hội nhóm. Phụ nữ tuổi Tân Hợi là người dịu dàng, mềm mỏng. Họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Gần như hết thảy phụ nữ tuổi Tân Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Ngoài ra họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những hành động chắc chắn của họ. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ có thể tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp. Như thế không có nghĩa là họ không biết kêu oan thán, nhưng khi oan thán cũng vẫn rất đổi ôn hòa. Trong con mắt của mọi người xung quanh thì Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai. Dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chính điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự thì họ cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào khéo léo trong cách đối nhân xử thế nên họ được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ,
vụ lợi cho bản thân. Sự thật thà chân thành giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu họ lại có người yêu quý ngưỡng mộ đến đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, mà lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường đàn ông Tân Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác, nhưng nếu vượt qua giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và sẽ không thù hận hay để bụng bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi, vì họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Tân Hợi, dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy họ vô tư thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Tân Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị trong cuộc. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình. Không ít những người tuổi Tân Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam mệnh tuổi Tân Hợi về chuyện tình duyên. Tân Hợi sinh tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, có thể phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Tình yêu vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, Tân Hợi cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Tân Hợi sinh tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng. Điều quan trọng là cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, có đường tình duyên gặp nhiều may mắn, sớm tìm được ý chung nhân trong cuộc đời mình, sớm xây dựng gia đình và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Nữ mệnh Tân Hợi về chuyện tình duyên. Người sinh vào tháng 1 âm lịch sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân ưu phiền, nhiều lo lắng. Tuy nhiên, nếu biết dành thời gian hơn cho gia đình thì cuộc sống sẽ khác. Người sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch, đây là những người trong tình duyên trải qua nhiều vất vả, khó khăn mới có hạnh phúc như ý muốn. Người sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp, tìm được đối tượng xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình trọn vẹn nhiều niềm vui. Tiếp theo chương trình, sau đây sẽ là vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 qua các năm âm lịch. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi cho thấy, mệnh chủ vướng vận họa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, mệnh chủ chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa cái xuất hiện, song đa phần là đào hoa xấu. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 trong năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con đường làm ăn của mệnh chủ, có nhiều yếu tố thuận lợi, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn, năm này chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Dần. Cho thấy mệnh chủ có thể sẽ gặp nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không thuận lợi được như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội, khẳng định bản thân. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Mão. Cho thấy mệnh chủ có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết, giữa năm còn có cơ hội tăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm có kẻ tiểu nhân tác oai tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, mệnh chủ cần thận trọng kẻo công lao đổ sông đổ bể. Vận trình tử vi tuổi Tân Hát 1971 gặp năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của mệnh chủ vô cùng rực rỡ, sáng lạn, nhiều người được nắm quyền hành trong tay. Người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, năm Thìn vẫn có hạn phá tài nhỏ, cũng chớ nên chi tiêu phô phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Tỵ. Trong năm, những người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp sẽ gặp được nhiều may mắn, thách thức trở thành cơ hội để mệnh chủ khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi ổn định. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Ngọ. Dù có gặp phải bất trắc trong năm, nhưng thường được các tin tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ. Năm này tài vận hanh thông, nhiều kế hoạch trước đó của mệnh chủ đem tới kết quả tích cực,
hãy hài lòng với những gì mình đang có thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Mùi. Nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi, mệnh chủ có thể tự tạo ra cơ hội cho mình, hãy tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều, tuy nhiên năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Thân. Cho thấy rằng, năm Thân họa khẩu thiệt thị phi phát sinh, cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chốt oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc, cản trở, may mắn đến cuối năm hung vận giảm bớt, sẽ vẫn thu về lợi nhuận nhất định. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mệnh chủ trong năm này, cần phải thận trọng khi hành sự, nếu không rất dễ phá tài, dù công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, cứ theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn, hãy chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Tuất. Tuổi Tân Hợi khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này, tuy nhiên nếu chăm chỉ cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân, đồng thời có thể trong quá trình đó mệnh chủ sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971 gặp năm Hợi. Trong năm mệnh chủ cần chú ý đến sự kết giao bạn bè, nếu không dễ tin làm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn, mệnh chủ cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác, tài vận cũng bất lợi, cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Diễn biến từng năm của tuổi Tân Hợi. Từ 51 tuổi đến 56 tuổi, những khó khăn gian khổ của tuổi trẻ đã qua đi, cuộc sống sự nghiệp đã ổn định vững chắc, gia đình ấm êm, hòa thuận, con cái thành đạt, vợ chồng thủy chung son sắc. Từ 54 tuổi đến 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, đầy đủ, nhưng không nên chủ quan về tình hình sức khỏe, nếu có bệnh tật cần phải chữa trị tận gốc, đề phòng những biến chứng về sau này, gia đình đông vui, con đàn cháu đóng sum vầy, quây quần bên nhau. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiếp Tân Xuân, người này thông minh, hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vì danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác. Dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quang lộ. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh chập, người này đa phần dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người này có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai. Sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng, người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em. Mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên, họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí, cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với thiết lập hạ, những chú heo sinh vào tháng này, thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch.
có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng, chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề tâm thế, đoan trang, không phiền, không loạn, khi khó khăn, sẽ được quý nhân giúp đỡ. Bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào, cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé người này vốn được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẽ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghỉ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến tốt, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trùng với tiết Tiểu Thử, người này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý, trí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ họa phúc vô thường, vận mệnh thăng trầm khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, sống khá vất vả, tới 5 tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, sự nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa, phú quý. Cuộc đời người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn, đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, rơi vào tiết Lập Đông, người này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có quý nhân kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, anh chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút u sầu,
vận mệnh của họ khá tốt. Ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Củ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người, bản mệnh hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý, đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến Tân Hợi dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên, như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành, mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo, thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh Tân Hợi, đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, xin Tân Hợi vui lòng vứt bỏ 3 điều, đặc biệt từ 54 tuổi trở đi, nếu Tân Hợi có thể giải phóng bản thân khỏi 3 điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý. Thứ nhất, vứt bỏ oán giận. Khi còn trẻ, Tân Hợi thường than phiền, oán giận rất nhiều, than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu. Nhưng tới tuổi 54, Tân Hợi nên hiểu, oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối, bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp. Nếu Tân Hợi thực sự muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thì nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Nếu làm được điều này, thì chắc chắn Tân Hợi sẽ có bước đi đúng đắn, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Khi Tân Hợi học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện những sự tình mà bạn từng than phiền, thật ra cũng không gian nan như Tân Hợi từng nghĩ. Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác thì sẽ không có bệnh tật. Nếu quý sưu thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn. Cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, ngó nghiêng một chút, bạn biết đấy, đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa. Thứ hai, vứt bỏ bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc, bởi vì nếu Tân Hợi luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực. Những người luôn vui cười rạng rỡ kia không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Sau tuổi 53, hầu hết Tân Hợi đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được, cuộc sống có những việc đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn. Nhưng tâm tình của Tân Hợi là do chính Tân Hợi kiểm soát, cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy Tân Hợi nên quẳng gánh bi quan, nghênh đón vạn điều với tâm trạng hân hoan nhất. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, Tân Hợi vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ ba, vứt bỏ những điều không xứng đáng. Càng trưởng thành, Tân Hợi sẽ càng hiểu được cần phải vứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm. Vì đã 54 tuổi, nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất, không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng. Trong quá khứ, Tân Hợi có thể phải bận tâm đến sĩ diện của mình vì những thứ vẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba. Nhưng ở tuổi 54 trở đi, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, Tân Hợi sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích. Ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác. Vậy tại sao Tân Hợi phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để lấy lòng người khác? Hãy mạnh dạn vứt bỏ những điều không đáng này, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Một Tân Hợi trên 54 tuổi
Làm ơn hãy vứt bỏ những điều không tốt này, từ đó học cách đối xử tốt với bản thân, không còn bi quan và phàn nàn. Gạt bỏ sự mềm yếu, đừng cố chấp với những điều không xứng đáng. Làm được rồi Tân Hợi sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.